Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm do Tokis do Sun Life Productions sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về do to kích cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm do tokit có thành phần là calcium carbonate 400 mg, vitamin D3 2,5 mcg. Do tokit được bảo chế dưới dạng cốm. Do tokit mang lại cho người dùng công dụng bổ sung vitamin và khoáng chất cho cơ thể khỏe mạnh, bổ sung calcium. D3 giúp duy trì và phát triển sự chắc khỏe của xương và răng. Giúp phòng chống còi xương ở trẻ em, đặc biệt là trẻ em trong giai đoạn phát triển chiều cao. Sản phẩm dùng cho các trường hợp trẻ em bị còi xương, chậm phát triển, chậm mọc răng. Trẻ em đang tuổi lớn, cần bổ sung thêm canxium và vitamin D3. Sản phẩm do to kit được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của do to kit được nhà sản xuất khuyên dùng như sau đối với trẻ em từ 1 đến 9 tuổi một gói trên ngày. Liều với người lớn và trẻ em trên 10 tuổi, hai gói trên ngày. Chống chỉ định khi sử dụng do to kít, không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để xa tầm tay trẻ em. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm do to kít đồng thời biết cách sử dụng do to kích sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.